Hả? Con Vi lấy chiếc nhẫn? Em cũng không ngờ Vi nó làm như vậy. Chắc phải có lý do gì đặc biệt lắm đây. Mà có Vi nó cũng không nhận phải không? Dạ, Vi nó nói là không có làm. Mà em thấy Vi nó cũng thật thà lắm. Nhưng sao chiếc nhẫn lại có trong túi của nó chứ? Em nghĩ rằng chắc là Vi nó không tự chủ được trong chốc lát thôi. Mà cái cô này cũng lạ. Sao lại để chiếc nhẫn ở đó kia chứ? Anh, nó nhỏ thôi, ở ngoài nghe được đó. Mày giỏi thiệt ha. À, đi chơi tới giờ này mới về hả mày? Con mày đặt cặp trai nữa chứ. Càng nghĩ tới thằng đó tao còn tức. Mày mấy tuổi đâu mà cặp bạn trai mày? Bộ trường tối hả ba? Trường lớp dài biết. Nhiều tuổi rồi đặt cặp bạn trai vẫn như nhà. Bạn bình thường thôi mà ba. Bạn bình thường? Quá lúc này quá lắm. Mới chút xíu mà cặp bạn trai. Mày nghe người ta nói cái câu nè. À, câu gì ta? Chờ cho mày, để tao nhớ. Câu đó là... cá không mày đứng lại, con này quá lắm gì nha, thiệt là đó bà thấy con gì không? À, nói chuyện với nó bây giờ nó quát lắm. Tôi đang dạy nó là tôi nói là ông bà ta có cái câu là cá không ăn Mẹ tin con. Mẹ thì tin con. Nhưng mọi người có thể nghĩ con đã lấy chiếc nhẫn. Vì vậy con nên đến gặp cô Thư và mẹ của bạn Trường. Trước tiên là phải xin lỗi họ. Vi, con không chịu đâu mẹ. Con không muốn xin lỗi. Hai mẹ con nói cái gì đó? Chiếc nhẫn là sao? Buông con ra. Nghe đây. Ông buông con ra. Ông làm gì? Nghe. Mày. Làm cái gì vậy? Ôi. Mày làm gì vậy? Trời ơi. Tôi. Mày lại cái nhà người ta. Mày lại người ta chưa? Tôi đi. Bà là cái bao che cho nó hoài nghe chưa? Hả? Bà dạy nó hay quá giờ trở thành con ăn chấp. Nói bằng lời không được à? Tại sao mày đánh con? Con tôi có làm điều đó mà. Tôi đi. Giờ lấy mà lại người ta xin lỗi người ta. Không có nói nữa. Đừng có đánh con nữa mà. Mày không nói như thế nào mà mày? À, tao giết mày bây giờ. Trời ơi mình liều quá vậy. Hả? À, mày liều quá. Không biết nói sao. Tôi xin ông bà tha tội chết cho tôi. Tôi có đứa con gái mà không biết dạy dỗ nó để nó gây ra chuyện như thế này. Tôi thật đáng tội chứ. Thôi ông đứng lên đi. Chờ tôi không có mặt mũi nào mà dám nhìn mặt ông bà nữa đâu ạ. À, đứng lên. Tôi không dám. Tôi nói đứng lên.
Dạ thưa ông, tôi đã cho con Vi nó một trận rồi, chứ không bao giờ nó để tái phạm chuyện này nữa đâu. Dạ. Thôi đi về đi. Dạ. Vậy là ông đã tha lỗi cho tôi. Chuyện này không phải là chuyện tôi có thể tha hay không tha tội cho anh. Dạ tôi cảm ơn ông. Tóm lại, tôi muốn anh không nhắc đến chuyện này nữa. Dạ cảm ơn ông. Dạ. Cảm ơn ông. Con chào cô. Sáng sớm cô tới đây có chuyện gì? Dạ chú, con xin lỗi. Cô nói bằng gì cho con gặp chút được không cô? Cô nghĩ con nên về là tốt hơn đó. Con xin cô mà, cô nói với bạn ấy cho con gặp một chút thôi, chút xíu thôi mà cô. Thôi đợi chút, để cô kêu coi. Dạ. Vi ơi, Vi à, chắc nó mệt hay sao mà cô kêu hoài không được. Thôi lần sau con tới vậy. Dạ, chút nữa con phải về thành phố rồi. Khi nào Vi dậy, cô nhớ nói là có con đến kiếm Vi nha cô. Ờ. Dạ thôi cô, con về. Trường phải về thành phố gấp. Trường muốn gặp Vi trước khi đi nhưng không gặp được. Thiệt là tiếc. Trường ghi lại địa chỉ nhà của trường trên Sài Gòn. Vi nhớ viết thư cho trường nha.
Tụi mình nhất định phải gặp lại nhau đó. Vì con mà mẹ không muốn ở đây thêm một giờ một phút nào nữa hết. Đi lên lầu gom đồ xuống đây. Thôi mà Thảo, ăn sáng rồi hẳn đi. Nói không nghe hay sao mà còn đứng đó? Xin lỗi nghe, không ở đây được nữa rồi, phải đi thôi. Control unit on hand. It's all right. Bây giờ mình phải về thành phố rồi. Về tới thành phố, bạn nhớ điện thoại cho mình nha. Ừ. Nếu có gặp Vi, nói với Vi là mình có để một bức thư ở địa điểm bí mật. Nhớ kêu Vi đọc nha. Thư Trường viết cho Vi hả? Ừ. Nếu Vi tới đó, chắc cũng sẽ nhận được thư. Nhưng lỡ... nhớ nói giùm mình nha. Được rồi. Ở lại mạnh giỏi nha. Tôi chịu xin lỗi. Lỗi gì chứ? Người xin lỗi phải là tụi mình mới đúng. Tụi mình đã không làm cho Trường vui được. Khi nào lên tới nơi, Trường nhớ với Thu liên lạc nha. Thôi lên xe đi. Chào cô chú. Mình về nha. Hai mẹ con mình làm phiền ông bà quá. Thôi đi nha. Cô đi nha mấy con. Gặp nhau ở Sài Gòn nha. Vi kìa, dừng xe đi mẹ. Chú, dừng xe đi chú. Không được, chạy luôn đi. Mẹ, dừng xe đi mẹ. Chú con gặp Vi chút đi mà. Mẹ nói không được. Đi mẹ. Đi. Nếu có gặp Vi,
nói với Vi là mình có để một bức thư ở địa điểm bí mật, nhớ kêu Vi đọc nha. Dù sao, đây cũng từng là chỗ bí mật của riêng mình. Bây giờ, mình không cần ai nữa hết. Em không sao chứ? Chuyện gì? Thì chuyện trường về sớm đó. Thật ra là có sao đó. Thật là đáng ghét. Nếu bây giờ có một điều ước thì em sẽ ước người em ghét cay ghét đắng sẽ không còn xuất hiện xung quanh em nữa. Anh hiểu, nhưng đâu có cần phải suy nghĩ tới mức đó. Nè, em với anh là hai anh em sinh đôi mà sao khác nhau đến mức như vậy chứ? Nhìn anh á, em khó chịu bực bội muốn chết. Thì tụi mình đã khác nhau từ nhỏ rồi mà. Em thì giống ba, còn anh thì lại giống mẹ. Mỗi người sót cho nhau một nửa thì hay biết mấy. Thật ra anh không biết cách bày tỏ cảm xúc như em đâu. Không phải lúc nào cũng bày tỏ cảm xúc của mình ra là tốt đâu. Cũng có lúc em muốn giấu cảm xúc của mình đi nhanh vậy đó. Thì hay biết mấy. Làm gì coi hoài á? Tao cười hồi nào? Bây giờ mày cũng đang cười nữa nè. Cứ như là khoái khoái cái gì? Khoái cái gì? Hay là mày? Tao sao? Mày thích thiện phải không? Thích thì đó sao nào? Thôi đừng thích nó giữ như bà Trần á. Mẹ nó giữ như bà Trần. Làm dữ vậy? Con Hiền nó chỉ giỏi đánh lộn thôi. Tao thách mày nói xấu con Hiền một lần nữa đó. Trời, nó thích con Hiền thiệt rồi. Nó khùng mất rồi. Trên người nó hả, chưa hết vết bầm nữa. Vậy nhỏ đó quýnh á. Thiệt tình.
Chủ quán. Đây là tô phở hay tô phở tóc vậy? Dạ, cho em xin lỗi. Tao sẽ không trả tiền tô phở này đâu, nghe chưa? Dơ quá, không thể trả được. Anh ơi, tóc này là tóc của anh mà. Ê, ý mày nói tụi tao đặt điều cho mày hả? Con nhỏ bằng hạt tiêu cũng mày đặt. Ê, sao tụi bay hèn quá vậy? Thằng ranh này ở đâu ra vậy? Thằng ranh hả? Tụi bay có giỏi, ra đây với tao. Cái thằng nhãi con mà cũng bị đặt. Giờ này mới tới. Ai biểu bạn nó không nói tụi nó, còn mày đặt làm gì? Sao tôi đâu có biết đâu. À dạ, đau quá. Tôi biết từ bấy lâu nay chị lo lắng thương yêu con Vi như là con ruột của mình. Chị còn lo tương lai của nó nữa. Dạ thưa ông, lâu nay tôi có chuyện muốn nói với ông. Mẹ đẻ của con Vi, có phải là cái người phụ nữ tôi đã từng gặp? Cái người phụ nữ đã sống ở nhà tôi cách đây 12 năm. Ôi, thì ra hèn chi tôi nghi nghi mẹ đẻ của con Vi à. Có thật là cô ấy đã mất rồi không? Trời đất, cô ấy thật là hiền lành, tử tế. Đến lúc này tôi không còn liêm sĩ nữa. Khi nhờ chị việc này, xin chị cho cháu Vi lên thành phố để cho cháu ở ký túc xá và tiếp tục được đi học. Được thôi, tôi sẽ cho nó đi. Thật không chị? Nếu gì chị nghĩ đến con Vi mà không nghĩ đến bất cứ một điều gì khác thì đây là cách tốt nhất đối với nó. Và nếu vì con thì tôi sẽ làm tất cả mọi chuyện. Được rồi, tôi sẽ cho nó đi với ông. Cảm ơn chị nhiều, chị Thanh. Nhưng với một điều kiện, tôi sẽ chỉ nói với nó là có một người bà con xa ở thành phố muốn cho nó tiền để ăn học. Tôi không muốn nó biết bí mật phức tạp về sự ra đời của nó. Đương nhiên là như vậy rồi, thưa chị. Vậy khi nào thuận tiện nhất cho chị và khi nào tôi có thể đến đón nó được? Ngay bây giờ. Nếu như cha nó mà biết thì sẽ không có chuyện lên thành phố thành phiết gì hết. Ông ấy sẽ bắt nó ở đây suốt đời.
Tôi sẽ cho nó đi ngay bây giờ với ông. Cảm ơn chị. Mẹ mới về. Ba đâu? Ba con đi hồi nãy rồi. Đi vô đây. Vi à, con nghe kỹ những lời mẹ nói đây. Con phải đi lên thành phố ngay bây giờ đi. Con lên thành phố làm gì hả mẹ? Con lên Sài Gòn để được học hành mà. Cái người bà con lâu nay mà hay đến thăm nhà mình, người đó sẽ cho con được đi học ở Sài Gòn. Vậy là từ giờ trở đi con phải sống với chú đó sao? Không không. Con ở ký túc xá của trường và học luôn ở đó. Con nhất định phải đi hả mẹ? Con chỉ muốn ở đây sống với mẹ, anh hai và em Thủy thôi. Con à, có phải là con đi luôn đâu. Con đi học rồi hè con vẫn về thăm nhà mình được mà. Vi ơi, con đã thường ao ước là được trở thành một doanh nhân giống như ba của Phương. Nếu mà con cứ ở suốt đời đây thì đừng nói tới đại học. Ngay cả cấp 3, ba mẹ cũng không đủ sức cho con học nữa. Con biết hoàn cảnh nhà mình mà. Có cơ hội tốt thì phải đi chứ. Với lại, con á, con phải thực hiện ước mơ là sau này làm cho mẹ sung sướng chứ. Có thiệt là hè con được về không mẹ? Đương nhiên rồi. Vậy thì con sẽ đi. Đúng rồi, con gái của mẹ tính như vậy là đúng lắm. Gói vài thứ rồi đi con. Đi ngay bây giờ hả mẹ? Con biết tánh mẹ mà. Đi, đi ngay bây giờ con. Đi, đi ngay bây giờ đi con. Đi đâu mà đi? Bà nói gì bậy bạ đó hả? Ba thằng Hùng ơi, ba thằng Hùng cho nó đi đi. Cho con Vi đi đi mà. Bà ra ngoài tôi nói chuyện với bà đi. Ông ơi, ông biết là dù cho ông có nói gì đi chăng nữa thì tôi vẫn để cho nó đi. Ông biết điều đó mà. Bà không đi ha, tôi nói quịch tẹt hết chuyện này cho nó biết à. Không, không, không. Đi không? Đi thì đi đi. Thằng cha lên lại tới đây đòi cho con Vi lên thành phố đó chứ gì. Mình mình cho con Vi nó đi đi mình. Hồi đó giờ mình nhận tiền vậy là đủ rồi. Ông ấy nói là sẽ cho nó đi học. Mình ơi, mình cho nó đi thì mình đâu có tốn tiền phải nuôi nó nữa mình. Nha. Bà bày trò gì đó. Bà tưởng bà nói vậy là tôi cho nó đi à? Rốt cuộc lý do gì ông muốn nó ở lại nhà này? Ông đâu có muốn nuôi nó đâu. Bà im miệng mà lại đi. Con Vi sẽ không được phép ra khỏi nhà này nếu tôi không cho phép. Còn ai tìm cách nó lôi nó ra khỏi nhà này không có phép đâu, tôi giết hết. Tôi đã cảnh cáo một lần rồi mà, tôi ít học, tôi không có nói nhiều. Ông còn dở trò một lần nữa hả? Là tôi dọn nhà đi chỗ khác. Ông khỏi tìm nữa đó. Rõ chưa? Nếu ông làm điều đó vì tiền thì... Đừng chọc tôi nổi nóng nha. Sáng sớm mai tôi dọn đi liền. Chờ coi.
chuyện gì vậy mẹ? Lần này chắc con không được lên thành phố nữa rồi. Mẹ đừng lo, con sẽ ở nhà học hành chăm chỉ. Con sẽ học đại học. Con vốn thông minh mà mẹ. Tôi đã nói cho thằng cha đã hiểu hết chuyện rồi. Mai mốt bà đừng có mơ mà làm những chuyện bậy bạ như vậy nữa. Nghe chưa? Alo. Trường hả? Trường khỏe không? Ừ, tụi mình khỏe. Cái gì? Thư hả? Phương ơi, Khanh ơi, hai bạn có khỏe không? Dạo này trường phải ôn tập để chuẩn bị cho năm học mới, nên rất bận. Từ khi ở nhà các bạn trở về đây, trường cảm thấy áy náy lắm. Lần sau tụi mình gặp nhau ở Sài Gòn nha. Chúc hai bạn vui vẻ. À quên mất, còn lá thư trường viết cho Vi á. Hai bạn chuyển giùm nha. Cảm ơn nhiều. Vi có khỏe không? Trường về thành phố rồi mà vẫn nhớ mãi những việc chúng mình đã cùng làm. Với lại mình rất áy náy về chuyện đã không kịp gặp Vi trước khi đi. Cho dù ai có nói gì đi nữa, trường vẫn tin Vi. Ngày về, trường rất muốn nói điều này cho Vi biết, nhưng mãi tới lúc đi vẫn không gặp được Vi. Trường đã để lại địa chỉ nhà của trường, nhưng không hiểu sao trường vẫn chưa nhận được thư của Vi. Vi nhớ viết thư cho trường biết nha. Nhà mình chuyển về đây cũng gần một năm rồi em hả? Ừ. Thời gian trôi đi nhanh thật. Chuyện đưa mấy đứa nhỏ về đây hình như là do lòng tham của anh. Lẽ ra vì thằng Khanh với con Phương, chúng ta không nên dọn về đây. Không đâu anh. Em thấy Phương và Khanh từ khi về đây tụi nó đã thay đổi rất là nhiều. Anh à, em không bao giờ hối hận khi mà chúng ta đã chuyển về đây sống. Em à, hay là mình dọn nhà về lại thành phố đi. Anh, hôm nay cô rất tiếc phải báo với cả lớp một tin không vui. Phương và Khanh, hai em đứng lên nè. Học xong ngày hôm nay, hai bạn Phương và Khanh sẽ chuyển lại lên thành phố học. Suốt một năm qua chúng ta đã học cùng với nhau. Cô biết rằng các em rất buồn khi phải xa hai bạn. Tuy nhiên, để động viên các bạn lên thành phố vẫn cố gắng học tốt, chúng ta vỗ tay nào. Thank you.
chào bác. Cháu nghe nói nhà bác chuyển lên thành phố phải không? Chúc bác đi mạnh khỏe. Bác cũng chúc cháu luôn khỏe mạnh, học giỏi, ngoan ngoãn và luôn cứng cỏi như bây giờ. Cháu không ngoan lắm đâu. Vi này, sau này khi lớn lên, lúc đó... À không, ước mơ của cháu sau này là gì? Cháu có thể nói cho bác nghe không? Dạ, nhà kinh doanh. Cháu muốn trở thành nhà kinh doanh giống như bác. Giống y như con Phương nhà bác vậy. Bạn Phương hả bác? Ừ, Phương với cháu có nhiều điểm giống nhau lắm đó. Cháu với Phương giống nhau. Sao cháu không thấy ta? Cháu ráng giữ gìn sức khỏe nha. Dạ. Vậy ra cái lý do đưa con cái về đây học hành là thiệt hả? Thiệt. Chứ con tưởng sao? Lúc đầu con cũng đâu có tin đâu. Ai lại đưa con gái về đây học hành? Đâu có ai tin được. Thì có ai nói gì đâu. Tưởng ông có mưu đồ gì chứ. Bày ra ba cái chuyện nông sản để đó. Mọi chuyện đó mình cũng kiếm được chút đỉnh tiền. Cả năm rồi, cũng nhờ vợ chồng ông giám đốc mà nhà mình được sống khỏe. Tiền bạc cũng đủ xài. Bây giờ mà ông bả đi thì thiệt buồn quá. Đang ngon lành cái tự nhiên uổng quá uổng. Mẹ, trong lớp con có bạn nghe nói anh Khanh chuyển trường đi, khóc quá chừng luôn. Thằng Khanh nó chuyển trường mắc gì nó khóc? Tụi con gái lớp em ai mà không thích ảnh. Bộ tụi bay không có mắt nhìn người chắc. Cái thằng mặt trắng bốc á, có gì đâu hay. Khanh cũng được lắm đó. Bộ mày thích nó hả? Có thiệt không đó? Không có đâu. Yeah. À, ông giám đốc để tôi. Cảnh. Dạ, ông giám đốc đi về tôi buồn quá. Cảm ơn anh nhiều lắm. Dạ. Mình đi về thành phố rồi có cái gì mà cần tôi, ông giám đốc cứ kêu tôi sẵn sàng nha. Dạ. Anh Mạnh à. Dạ. Có lần tôi nói với anh. Dạ. Nuôi dạy con cái có khi một lời khen còn hiệu quả hơn việc dùng đòn roi, anh nhớ chứ? Dạ, dạ nhớ, dạ tôi nhớ. Bây giờ tôi không có đánh đòn nó nữa đâu. Mà tôi khen nó không à. Con ngoan lắm, con ngoan lắm. Dạ tôi nói vậy đó. Dạ. Từ đây về sau, dạ, tôi hy vọng anh sẽ nuôi dạy con kiểu đó. À, cái chuyện đó thì tôi cũng ráng. Nhưng mà tôi nói ông nghe, ông có cần gì tôi, ông cứ liên lạc là tôi chạy tới chỗ ông liền. Dạ. Dạ. Thank you.